chuyên viên thính giác trị liệu lê vũ tận tình phục vụ quý đồng hương giúp chúng ta nghe rõ để có cuộc sống năng động và khỏe mạnh hơn quý đồng hương nên đi khám thính giác để được ngăn ngừa và điều trị sớm quý đồng hương có thẻ pension hoặc thẻ cựu quân nhân sẽ được tặng máy trợ thính miễn phí quý đồng hương đã và đang đi làm ở những hãng xưởng ồn sẽ được hưởng quyền lợi bồi thường quý đồng hương có bảo hiểm tư sẽ được dùng phúc lợi đó cho máy trợ thính phòng khám thính giác của MC đầy lòng nhân ái Lê Vũ mà quý vị đã thương mến trong những chương trình từ thiện, trong những sinh hoạt đầy ý nghĩa của cộng đồng, luôn mở rộng cửa đón chào quý đồng hương. Giờ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 5 ngày từ thứ hai đến thứ sáu ở hai phòng khám. Địa chỉ ở Capramata là lầu 1 số 90 John Street, địa chỉ ở Bankstown là lầu 1 số 310 Chapel Road. Số điện thoại 0401 676 766. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, chỉ còn 14 tiếng đồng hồ nữa thôi là năm 2020 sẽ kết thúc và bắt đầu năm mới 2021. Mặc dù năm 2020 được cho là một năm vô cùng tồi tệ với thế giới, khi mà đại dịch COVID-19 đã tấn công hầu hết các quốc gia và lãnh thổ, khiến nhân số người nhiễm bệnh đã lên mức gần 85 triệu người và nhân số tử vong cũng đã hơn 350.000 người. Thế nhưng tại Úc thì đã có một nhân số nhiễm bệnh và tử vong vô cùng khiêm tốn với khoảng 28.500 người nhiễm bệnh và 909 người tử vong. Và chính quyền liên bang hy vọng là nhân số lây lan dịch bệnh sẽ không gia tăng trong bối cảnh giao thừa và năm mới đang cận kề. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin của Vietface TV vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020. đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Di Chú đe dọa trục xuất những ai vi phạm giới hạn tụ tập. Mặc dù số ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng vẫn đang trên đà sụt giảm, thế nhưng giới chức thẩm quyền y tế vẫn lo ngại về việc tụ họp đông đảo hơn mức quy định. Một điều đã xảy ra trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, khi mà hàng trăm người đã không giữ khoảng cách và tập trung đông đảo tại biển Bronte, khiến Bộ trưởng Di Chú phải lên tiếng đe dọa sẽ trục xuất bất cứ ai vi phạm các hạn chế xã hội trong dịp lễ giao thừa và năm mới dương lịch. Ngoài ra, Thủ hiến Gladys Berejiklian cũng đã chỉ trích một vụ vi phạm quy định nghiêm trọng đã xảy ra hôm Chủ nhật 27 tháng 12 vừa qua, khi mà 12 cư dân sinh sống ở Northern Beaches đã vi phạm quy định phong tỏa, khi mà những người này đã tới tham dự một đám cưới ở khu vực Pearman thuộc khu nội đô Sydney. Bộ trưởng Cảnh sát New South Wales David Elliot đã gọi hành động này là tồi tệ, và tất cả 12 người này đều đã bị phạt mỗi người 1.000 đô la. Đồng thời, Bộ trưởng Elliot cũng cảnh báo cảnh sát New South Wales có quyền lực để phạt tiền hoặc bỏ tù người nào vi phạm quy định phong tỏa hiện nay tại khu Northern Beaches. Ngoài ra, một vụ vi phạm khác đã xảy ra ở biển Bronte, phía đông Sydney, khi mà đã có hàng trăm người tụ tập và tham gia vào một bữa tiệc Giáng sinh. Nhóm người đã không giữ khoảng cách và cũng vượt quá số người được phép tụ tập. Theo lời của Bộ trưởng Alex Hawke, thì một số người trong bữa tiệc được biết là dân du lịch backpacker đang bị kẹt ở Úc trong đại dịch Covid-19, hoặc phần lớn là người Anh quốc đến Úc làm việc. Và chính phủ liên bang hiện đang cân nhắc việc trục xuất một số người trong nhóm này. Giao thương với Bắc Kinh, ảnh hưởng nhân dụng trong ngành khai thác gỗ. Như Vietface TV đã loan, Bắc Kinh vừa công bố lệnh giới hạn nhập cảng gỗ sản xuất từ Nam Úc và Tasmania sau khi đã ngăn cấm nhập cảng gỗ từ New South Wales và Tây Úc. Việc giới hạn này của Bắc Kinh đã ảnh hưởng trầm trọng đến ngành xuất cảng trị giá 24 tỷ đô la. Nhưng một cách cụ thể hơn, và đặc biệt là đối với các công nhân trong ngành này thì ảnh hưởng về mặt nhân dụng cũng rất quan trọng. Hiện nay đã có ít nhất là 150 công việc của những người khai thác gỗ, gọi là contractor tại Nam Úc và khoảng 100 công việc khác tại Tasmania đều đã bị ảnh hưởng. Các tổ chức đại diện cho ngành sản xuất này đã lên tiếng yêu cầu chính phủ liên bang trợ giúp Lý do mà Bắc Kinh đã nêu ra là các loại gỗ nhập cảng từ New South Wales, Tây Úc, Nam Úc và Tasmania hiện đang có sự hiện diện của các loại côn trùng. Những người làm việc trong ngành này lo ngại là nếu việc đình chỉ nhập cảng tiếp tục thì nhân số thất nghiệp trong ngành sẽ gia tăng nhiều hơn. Theo dữ liệu thống kê, Bắc Kinh đã mua khoảng 95% gỗ xuất cảng từ Úc và với tình trạng bế tắc hiện nay thì có nhiều đề nghị là nước Úc nên thiết lập những cơ sở sản xuất gỗ và chế biến gỗ thay vì chỉ xuất cảng gỗ thô nhằm tạo thêm công ăn việc làm. Nhắc lại là ngành sản xuất gỗ tại Úc cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau đợt cháy rừng vừa qua hồi cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Chính phủ Morrison vừa bổ nhiệm bộ trưởng thương mại mới là ông Dentin và theo nguồn tin của đài ABC thì bộ trưởng Dentin cũng quan tâm đến khả năng chế biến gỗ tại Úc vì ông là dân biểu của đơn vị Wannong tại tiểu bang Victoria là một nơi mà kỹ nghệ sản xuất gỗ đóng góp phần quan trọng. Ngành sản xuất tôm hùm của Úc đang tìm hướng đi mới để thay thế thị trường Bắc Kinh. Bất chấp cái nóng gay gắt của mùa hè tại tiểu bang Tây Úc, hàng dài người vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài quanh khu vực cảng Fremantle để chờ mua tôm hùm đá. Hình ảnh này mang lại nhiều hy vọng cho một thị trường đang cố gắng phục hồi sau các lệnh cấm nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhắc lại là kim ngạch xuất khẩu tôm hùm đá của Úc có giá trị lên đến nửa tỷ đô la mỗi năm và trong thời gian quan hệ hai nước diễn ra bình thường thì có đến 94% mặt hàng này đã được xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi cách đây vài tuần khi mà Bắc Kinh áp đặt lệnh cấm nhập khẩu gần như hoàn toàn đối với tôm hùm Úc trong khuôn khổ một cuộc chiến thương mại trong bóng tối mối quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh đã rơi tự do trong phần lớn khoảng thời gian của năm 2020 với việc Trung Quốc đưa ra một danh sách các vấn đề dẫn đến căng thẳng, trong đó có việc Úc cấm Huawei tham gia vào mạng 5G của quốc gia này. Kể từ đó, hàng chục lĩnh vực kinh tế của Úc đã liên tiếp chịu ảnh hưởng từ các chính sách thuế nhập khẩu của Bắc Kinh. Trong đó, ngành công nghiệp sản xuất lúa mạch và rượu vàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo ước tính, các nhà xuất khẩu trong những lĩnh vực này có thể đã mất tới 2 đến 4 tỷ đô la doanh thu. Đối với tôm hùm, sự quan tâm của chính phủ dành cho khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề này cũng đã được ghi nhận. Trong một nỗ lực nhằm giúp đỡ các lĩnh vực bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương gần đây đã thay đổi luật để cho phép những người đánh bắt tôm hùm đá bán hàng với số lượng lớn ngay trên thuyền của mình trong tháng 12 năm 2020 và tháng 1 năm 2021. Công chúng Úc cũng đã nhiệt tình hưởng ứng động thái này và coi đó là một chiếc phao cứu sinh rất cần thiết cho ngư dân Úc. Trước khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, giá tôm hùm đá ở mức khoảng 80 đô la một ký. Giờ đây, người dân Úc có thể mua loại tôm hùm nổi tiếng thế giới trực tiếp trên bến cảng Fremantle với giá chỉ khoảng 34 đô la một ký, tương đương với mức giảm 50%. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng nhận định rằng, việc buôn bán tại thuyền chỉ một giải pháp ngắn hạn và về lâu về dài các ngư dân của Úc đang muốn đưa mức giá lên mức cao hơn tại các thị trường như Nhật Bản, Mỹ và châu Âu, chứ không chỉ dựa vào một khách hàng hay phụ thuộc vào mặt chính trị. Chính phủ Úc cứu xét hủy bỏ thỏa hiệp nghiên cứu với tỉnh Changshu Ngoài các bạn ghi nhớ MOU với Bắc Kinh qua sáng kiến Vành đai và con đường, thì Victoria còn có thỏa hiệp với tỉnh Changshu của Trung Quốc trong việc hợp tác kỹ thuật và phát triển sáng chế. Theo nguồn tin báo Sydney Morning Herald và tờ The Age, thì thỏa thuận nghiên cứu này của Victoria và Trang đang nằm trong tầm ngắm của chính phủ liên bang chiếu theo một đạo luật vừa được Quốc hội liên bang thông qua. Tiến sĩ Paul Monk, vốn là một viên chức phân tích về Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bộ Quốc phòng Úc Châu đã nói rằng thỏa hiệp với tỉnh Trang Súu có thể là con đường để Bắc Kinh có thể tiếp cận được các tài sản trí tuệ của Úc khác với những thỏa hiệp với các công ty Mỹ và Anh là nơi mà lãnh vực tư nhân có sự phân biệt rõ ràng với chính phủ, thì thỏa hiệp với một cơ sở hoặc một tỉnh với Hoa Lục thì không ai biết rõ là ảnh hưởng hoặc sự tham dự của Đảng Cộng sản hoặc của quân đội Trung Quốc là như thế nào. Nhắc lại là trong thỏa hiệp hợp tác nghiên cứu này về phía Úc còn bao gồm các cơ sở khoa học CSIRO của liên bang và các viện đại học tại Victoria như Viện đại học Melbourne, Monash và Deakin. Mặt khác thì một vài chuyên gia đã từng tham dự vào cuộc nghiên cứu này thì xác quyết rằng nước Úc cũng đã đạt được lợi nhuận về mặt chuyên môn. Ở cấp liên bang, chính phủ Úc đã có vài chương trình hợp tác với Trung Quốc, nhưng quy luật giữa liên bang và Trung Quốc không dẫn đến tình trạng mà tác quyền chung có thể được chia sẻ bởi Bắc Kinh. Cuối cùng là tin quốc phòng. Chiến đấu cơ tàng hình F-35 sẵn sàng bắt đầu hoạt động. Trong nhiều năm qua, Úc Châu đã có chương trình mua 72 chiến đấu cơ tối tân gọi là F35 do Hoa Kỳ sản xuất. Tuy nhiên, chương trình này đã gặp nhiều trở ngại và tổn phí gia tăng. Tuy nhiên, sau khi chiến đấu cơ gọi là F35A đã được giao cho chính phủ Mỹ hồi 2 năm trước thì nay nước Úc cũng đã nhận được 30 chiếc F35A hay còn được gọi là Joint Strike Fighter. Đây là các loại chiến đấu cơ thuộc thế hệ mới nhất và trên nguyên tắc sẽ gia tăng khả năng của không lực hoàng gia Úc Châu rất nhiều. Ngoài ra, chiến đấu cơ này còn được gọi nôm là chiến đấu cơ tàng hình vì có khả năng lẩn tránh được radar của đối phương. Chiến đấu cơ này được công ty Lockheed Martin của Mỹ nghiên cứu và sản xuất, mà nước Úc đã chi 17 tỷ đô la để mua 72 chiếc cho không lực hoàng gia Úc Châu. Đây là chiến đấu cơ thuộc thế hệ thứ 5 với kỹ thuật được coi là đương đại và khả năng chiến đấu cao. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, nghị sĩ Linda Reynolds đã hoan nghênh giai đoạn mà 30 chiếc chiến đấu cơ F-35A này sắp sửa được đưa vào hoạt động. Hiện nay, nước Úc đã huấn luyện hơn 40 phi công có thể điều khiển được loại chiến đấu cơ tàng hình F-35A này, cũng như đã huấn luyện 220 chuyên viên bảo trì cho loại chiến đấu cơ này. Trong bối cảnh căng thẳng do Bắc Kinh gây ra tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, thì việc các chiến đấu cơ này bước vào giai đoạn hoạt động là một mốc điểm đáng kể về sức mạnh của công lực Úc Châu. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.